Không, không có sai. Tâm nguyện họ đang khởi lên những điều đó, và họ ước ao những cái điều đó được thành tựu thì họ mới yên lòng. Họ ra điều kiện với thầy mà: thầy nhận lời đi, con chấp nhận niệm Phật. Trời ơi, niệm Phật mà còn trả giá. Thầy không biết ông Phật mà được niệm, ông nghe đệ tử mà niệm Phật trả giá kiểu này, ông nghĩ làm sao không biết. Để quý vị biết được dục vọng từ ngày đầu tiên mở mắt chào đời cho tới khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay đó, nó chi phối chúng ta không ở một giây phút nào đó. Đó chính là nguyên nhân để dẫn cho chúng ta trầm luân trong sanh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta học Phật, chúng ta làm sao để can thiệp vào cái dục vọng này? Đường luân hồi con đi mòn mỏi, dưới Phật đài xin nguyện quy y. Đây là giải pháp duy nhất để biến dục vọng từ nhiễm ô sang thanh tịnh, đó là chúng ta phát nguyện. Vì dục vọng nó nhuốm đầy khổ đau, nó biến chúng ta trở thành con người khác hẳn. Nhiều khi mình còn không phải là mình nữa. Vì tiền mình trở thành kẻ vong ân, vì tình mình trở thành người bất nghĩa. Cho nên những dục vọng đó đã dẫn chúng ta đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, kéo từ đời này qua đến đời khác. Chúng ta không có cơ hội để mình quay đầu lại. Bây giờ chúng ta biết dục vọng nó chi phối mình, thì cách hay nhất đó là chúng ta chuyển cái sự mong muốn mang tính cách cá nhân đó, đáp ứng những nhu cầu riêng tư của bản ngã, chuyển sang một nhu cầu mới thánh thiện hơn, không có bóng dáng của cái tôi. Đó gọi là phát nguyện. Tức là chúng ta khởi lên những mong muốn, nhưng mong muốn này nó mang tính chất thuần tịnh hơn, an lạc hơn. Ví dụ đi đến chùa tụng một biến kinh, hay là tham gia tu một ngày bát quan trai, hoặc giả là chúng ta niệm Phật dăm ba câu, đó cũng là mong muốn. Bản chất nó vẫn là mong muốn mà, phải không? Nhưng mà cái mong muốn này nó không đem tới khổ đau cho mình và cho người khác, thì cái đó gọi là phát nguyện. Thì mình muốn kết thúc tất cả những phiền não, không có gì khác hơn là chúng ta bắt đầu phát nguyện từ từ. Mình phải cảm thấy chán chường khi mình đi trong sanh tử, mình cảm thấy mình mệt mỏi khi mình là một khách lữ hành trên sa mạc của trầm luân. Đi xa nó mệt mỏi lắm. Chúng ta phải tạm dừng. Người thức đêm mới thấy được đêm dài, kẻ lữ hành mới thấy đường xa dịu vợi. Cũng vậy, chúng ta có chịu sanh sanh tử tử chi phối liên tục, chúng ta mới cảm thấy chán chường mệt mỏi và quay đầu trở lại, để biến những cái mong muốn đó từ nhiễm ô thành thanh tịnh, từ phàm phu thành thánh hiền, từ ác độc thành thuần thiện. Cái đó gọi là chuyển hóa dục vọng thành thệ nguyện. Bây giờ mình có những phát nguyện như thế nào? Phát nguyện làm sao để cho mình bớt khổ, phải không? Rồi mình mới đi chùa. Đó, mục đích của mình đi chùa là bây giờ là như vậy đó, chứ không phải là vì không tiền, không tình, thiếu nợ, thiếu nần, hoặc giả là vì uy tín mà đi chùa. Bây giờ nó có cái model nữa là đi chùa thành cái mod, để khoe là tôi đi chùa đó, tôi đi tới cái chùa đó tôi tu đó, mà không biết có tu không, không biết. Rồi cũng khoe với người ta là tôi đi chùa. Nhưng mà bây giờ xin hỏi Phật tử này, đi chùa có an lạc không? Có không? Chắc không? Không tin. Bữa hôm có hai bác Phật tử đến tới chùa thầy, mới nói: dạ thưa thầy, thầy cho con một lời khuyên đi. Tất cả chị em con đây nè, 20-30 người, họ đó hỗ trợ cái sư cô đó dữ lắm. Lúc đó cổ mới tốt nghiệp ra trường, tụi con thấy tội nghiệp, cổ muốn có một cái chỗ ở để tịnh tu, thế là tụi con hỗ trợ mua đất cho cổ cất cái thất, rồi tụi con xây dựng xong xuôi hết. Bây giờ đó,
mọi chuyện đã xong, cũng đã mười mấy năm rồi. Thế là bây giờ tụi con mà muốn tới là phải gọi điện hẹn trước. Thôi con không tiếp, con đó con bận. Trong cái hồi xưa đó, đầu hôm sớm mai gì có chuyện là cổ gọi điện cho tụi con. Mà bây giờ tụi con gọi điện tới phải hẹn. Chưa kể, hồi đó đó thì cái nón lá te đội đi khắp bốn vùng chiến thuật. Còn bây giờ đó là bận đồ mà không ủi là không bận. Hồi xưa là mang đôi ghế guốc mà nó mòn từ ngoài quế vô tới trong này. Còn bây giờ là mang giày xăng đan. Hồi xưa là con thấy cắt móng tay bập, còn không có thời gian. Còn bây giờ ngồi nó chuốt tới chuốt lui 30 phút chưa xong. Mà bây giờ đó muốn kéo sư cô trở lại cũng kéo không được. Mà góp ý là sư cô nói thôi mấy bác già này, mấy bác lo niệm Phật đi, chuyện của cô để cô lo. Mấy bác đã kể cho thầy nghe vậy đó. Thầy nghe thầy cũng hơi bức xúc. Tại vì sao? Tại vì thầy thấy tu hành mà xe xu quá vậy không được. Thì nghe mấy bác Phật tử đó nói thầy cũng cảm thấy khó chịu. Thầy nói bác à, thực ra sư cô đó làm đúng hay sai thầy không biết. Nhưng mà nghe lời bác kể thì thầy thấy sư cô á, cũng không có tinh tấn lắm. Với cái thứ hai là trên cái mặt tình cảm của các cô với lại quý Phật tử thì nó có một cái chút gì đó nó chưa có thông. Nhưng mà để thầy hỏi lại coi, trước mắt là thầy không biết sư cô có phiền não hay không, nhưng mấy bác là phiền não quá. Bởi nó con phiền não lắm cho nên tụi con mới tới đây, con xin một lời khuyên coi thầy cho con một cái ý kiến nhất định là tụi con có tới chùa đó nữa hay không, chứ tụi con thấy tới đó không tu tập gì được hết. Thầy nói ủa tới đó tu với ai, tu với sư cô hay là tu với Đức Phật hay là tu với đạo tràng? Bà nói thì con tu với đạo tràng với Đức Phật, nhưng mà gặp cái mặt của bà là con thấy ứa gan. Hồi đó thì nghe nhiệt tình lắm, có cái gì cũng chạy ra đem ra đưa cho tụi con ăn. Con thấy hồi đó nghèo mà tình cảm. Còn bây giờ đó ngồi chỗ kêu đệ tử đứa này đứa kia, kêu cô này cô kia à, mở tủ lạnh của thầy á, đem dĩa nho Mỹ ra đây. Hồi đó cốc ổi mấy ghim còn không có ăn, bây giờ có dĩa nho Mỹ và đặt chẩm. Trời ơi thầy nghe nói mà thầy thấy mệt quá. Phiền não không? Quá là phiền não. Ngay cả đi chùa tu đó cũng phiền não. Như vậy điều này khẳng định một cách xác quyết rõ ràng là mấy bác Phật tử này đi chùa chưa có dụng tâm tu tập, hay nói đơn giản là chưa có phát tâm. Mấy bác này đi chùa có dục vọng không? Có. Tức là muốn sư cô phải là cái người giống như ngày xưa vậy đó, y chang gì không có được thay đổi, mà bây giờ sư cô thay đổi là không chịu. Cái đó cũng là dục vọng đó. Mặc dù nó không có tai hại gì hết, nhưng phiền não bắt đầu khởi ra do ngã chấp tăng lên. Quý vị thấy không? Dù có phát nguyện đó, dù có phát nguyện tức là động cơ vẫn là tốt, nền tảng vẫn là tâm niệm tốt, nhưng bây giờ lại còn có bóng dáng của cái tôi nó chen vào. Cho nên sư cô, ông thầy mà không theo ý mình thì coi như rồi, không thèm tới, goodbye. Tội nghiệp ông thầy, tội nghiệp sư cô không? Không, không có tội, có gì tội nghiệp hết á. Tại vì sao? Tại vì ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Không biết người ta tu làm sao, trước mắt là mình phiền não là mình biết mình tu nó không đúng rồi. Quý vị đồng ý không? Cho nên phát nguyện nó lại là một vấn đề còn khó khăn hơn dục vọng nữa đó. Vì bản chất nó là dục vọng mà. Mà bây giờ chúng ta biến chuyển nó giống như cái áo dơ mà chúng ta phải làm sao để giặt nó thành sạch. Cũng giống như một đống cây mà đưa vào tay chúng ta làm sao để biến thành cái bàn, cái ghế hay là cái nhà. Cái đó nó quan trọng vô cùng. Và quá trình để chuyển đổi, quá trình để mà chuyển đổi nó, quá trình đó gọi là tu tập. Cho nên phát nguyện chính là tu tập, chứ không phải là chúng ta đợi tới ngồi trước bàn Phật tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, đi kinh hành, ăn chay thì mới gọi là tu tập. Không phải là như thế đâu. Không hẳn là như vậy. Sự tu tập của mình ngay nơi phát nguyện đã là tu tập rồi. Nhưng mà chúng ta phát nguyện được mấy ngày? Thường mình phát nguyện được mấy ngày? Vài bữa à, phải không? Không có lâu.
Đây chính là một cái kẽ hở nhỏ nữa để cho chúng ta lui sụt trên con đường tu tập. Mỗi ngày chúng ta tụng kinh đó là cũng là phát nguyện đó. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cụ phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, phải không? Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ. Tức là con nguyện sanh về cõi Cực Lạc ở phương Tây. Hoa sen chính phẩm là cha mẹ của mình. Khi hoa nở, chúng ta thấy được Đức Phật và tất cả các vị Bồ Tát bất thối là bạn lữ của mình. Vậy mà đụng tới mình trợn mắt luôn. Thì bất thối Bồ Tát gặp mình cũng né. Phải không? Trời ơi, tu mà dữ dằn quá. Phát nguyện thì ngon lành lắm, bất thối Bồ Tát là bạn lữ của mình, nhưng mà mày cà chướng mà tới số nha. Đó, trong chùa đó mà còn hâm he với nhau, mà còn nặng nhẹ với nhau đủ thứ hết. Thì như vậy đó, sự tu tập của mình, quý vị khách quan nhìn lại đi, có khi chúng ta không được an lạc là do những cái tập khí này nó còn tồn tại ở trong lòng của mình. Chính vì thế phát nguyện này chúng ta phải phát nguyện liên tục từng ngày một. Chứ không phải chúng ta phát nguyện một lần rồi chúng ta bỏ. Phải nhắc đi nhắc lại hoài chúng ta mới nhớ. Tại vì mình sao? Mình quen với cái lối mòn của trầm luân sanh tử rồi. Chúng ta quen rồi chúng ta khó thay đổi lắm. Ví dụ như mấy ông này nè, có cái tật hút thuốc, ăn cơm xong là hút thuốc à. Đó, có mấy anh tới chùa thầy đã ăn xong hút thuốc hồi rình vậy. Thầy nói làm gì mà phải hút thuốc? Ông nói không hút thuốc á, nó lạc miệng. Thầy nói vô bếp nó lấy cục muối bỏ vô nó mặn mà lại. Phải không chú? Ngồi cười. Nó thành cái thói quen khó bỏ lắm, nó thành cái nếp sống rồi. Cho nên phát nguyện tu tập là chúng ta phải phát nguyện liên tục, không dừng lại. Sự phát nguyện là thước đo cho quá trình tu tập của mình. Vì sao? Vì ngay nơi chúng ta phát khởi cái ý muốn làm thanh tịnh ba nghiệp của mình, thì mình phải có những việc làm như thế nào để duy trì được ba nghiệp thanh tịnh. Cái đó chính là yếu điểm để giải quyết được sự an lạc của chúng ta. Đọc kinh ra rã mà buông ra thì cây lộn không thua ai. Thì quý vị thấy đọc kinh đó nó không có tác dụng gì rồi. Đi đâu cũng cầm chuỗi lần này sột 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 vậy. Niệm Phật niệm cho khắp sớm khắp làng đều biết hết. Gõ chuông gõ mõ rân trời, không ai ngủ nghe vậy được. Nhưng buông ra thì chống nạnh trợn mắt lên thấy trồng trắng không. Thì quý vị nghĩ coi, như thế chúng ta tu làm sao được? Có nhiều Phật tử nói với thầy tu tu chứ, thầy phải biết cái gặp chùa thì tu chứ gặp giặc thì phải đánh. Thầy quý vị đúng không? Không có đúng. Gặp chùa tu, gặp giặc cũng phải tu, thì đó mới là Phật tử. Nhưng mà mình tu kiểu khác, không phải là gặp giặc rồi cái mình ngồi đó mình xách cái mỏ ra mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật thì nó bắn mình bỏ mạng. Mình phải tu cái kiểu khác, trước tiên là cũng phải né tránh nó bớt rồi ngồi đó mà niệm Phật. Trời, chứ pháo kích ầm ầm lấy cái mỏ ra gõ gõ cốc cốc keng keng đó thôi tàn cuộc chiến thì rồi á, đi lụm thịt về tẩn liền. Có nhiều Phật tử quá là trung thành với quan điểm tu tập của mình. Như bữa hôm đó có một Phật tử đã nói như thế này: thưa thầy, tụi con buồn lắm. Thầy hỏi làm sao buồn? Thầy con là dạy tụi con là tu theo hạnh của Ngài Chuẩn Đề, cho nên là cả đạo tràng của con là niệm chú Chuẩn Đề. Vậy mà bữa hôm mời cái thầy kia tới giảng, thầy nói tụng chú Chuẩn Đề không có linh thiêng gì hết á, có ai thấy Bồ Tát Chuẩn Đề đó là cứu vớt chúng sanh không? Thường là thấy Quan Âm thôi, cho nên bây giờ đổi lại là tụng chú Đại Bi đi. Với lại tụng chú Chuẩn Đề nó không có phổ thông. Trời, con nghe con buồn quá. Bồ Tát Chuẩn Đề mà nghe ông thầy đó ông nói vậy, không biết Bồ Tát thấy làm sao. Con cảm thấy con buồn giùm cho Bồ Tát. Mà tụi con đã niệm chú Chuẩn Đề quen rồi, tụi con cũng có cảm tình với Bồ Tát Chuẩn Đề. Tự nhiên giờ kêu con bỏ Bồ Tát Chuẩn Đề theo Bồ Tát Quan Âm,
Tụi con sợ hai Bồ Tát gây gổ nhau.